Ôi dồi ôi. Lita, đứa này không có đường đi rồi cô ạ. Phòng hết rồi, đi xin ít cơm ở chỗ nhà của em già ăn ấy. Thì em già không cho, không biết phải làm sao. Thì cô cũng bảo là cô không uống sống nữa. Thời gian này không có cái gì ăn nữa. Nữa thì ăn. Rất là nguy hiểm luôn, nếu mà cái tả ly trước, cái kè đằng trước ấy mà sạp xuống thì cũng không giữ được, sắp đi rồi, nguy hiểm quá. Nếu chỉ là chỉ phun nồi thì chỉ là phun khuôn đi, là phun nồi thì là phun nồi thì là chỉ là chay. Rất là nhiều luôn, bởi vì cái tả ly đằng trước là bị cái kè kia bị sạt lở xuống và hầu như là ở trong nhà cũng bị nứt nẻ hết rồi, không biết là đi ở đâu, đi ở nhờ ở đâu cả. Xin chào quý vị thân mến, hôm nay thì em già tiếp tục lên trao những cái phần quà của cô Kim Dung đến cho tất cả các gia đình em già, em nô và em của, cũng như là em anh Sùng đó. Thì ở trên đầu này là một cái mũ mà cô có gửi đến cho em già. Bởi vì thật sự là thời gian vừa qua thì anh em có đi làm với nhau ấy, các em thì cũng không có độ mũ. Thế là cô có xem được cái thức phim, cô cũng có gửi cái mũ bảo hiểm để các em đi đâu còn có cái mũ để đội đi đi làm an toàn đấy cô bác. Đó. Và lên đến trên này thì mưa to quá cô bác ạ. Mưa rất là to luôn, mưa được mấy ngày hôm nay rồi. Hôm nay mấy hôm trước thì mưa to không lên được, sợ sạt lở. Hôm nay thì cũng cố lên bởi vì liên quan đến cái phần quà cũng như là vào thang xem các em có. Chào cô nhá. À. Nhớ chơi lỏ. Ừ. Không có chị nào. Nghe sợ thế à. Ô, mưa quá đi vào nhà đi. Không chơi. Lần này rồi. Già đi đâu rồi? Vâng, thưa cô bác là như thế này. Tức là cái tả ly ở đằng trước nhà mẹ của em già thì cũng sập lở hết rồi. Đó. Ôi dồi ôi. Đứa này không có đường đi rồi cô ạ. Thì cô cũng bảo là hai con trai thì lên làm thuê hết rồi, còn mỗi mình con, mỗi mẹ ở nhà thì mẹ cũng không biết phải làm sao, cái nhà này cũng sắp đổ do sập lở cô bác ạ. Đó, và khóc rất là nhiều luôn. Lúc nãy em già dọc đường ở bên kia thì cũng có nghe cô khóc to và chửi chửi bới bới gì á. Xong rồi về hỏi thì bảo là hỏng hết rồi, đi xin ít cơm ở chỗ nhà của em già ăn ấy. Thì em già không cho, không biết phải làm sao. Thì cô cũng bảo là cô không uống sống nữa. Ở trong nhà đi xem trong nhà nó có bị nước này. Mà lau sân nhũ nữa. Hao chê này, hao chê nhá, chỉ tục lết đấy á. Ồ. Lị tá này. Tục lết đó. Lị tá này, lị tá mới là sân nhũ nữa mà. À. Lị tá thế, lị tá chứ. Bị nước từ quá. Sân nhũ này, lị tá này. Ở dưới gần giường là bị nước hết rồi. Lị tá sân nhũ này. Đó, bị nước như thế này thì ôi giời. Lị tá này. Liệt tá hồ nữa rồi. Liệt tá này mà, có tá chỉ sức tá mua được thân nhu này. Ờ. Tớ tá một tá thì sao nhu nữa. Khổ quá đi. Đến liệt tá nữa đâu. Mà anh tưởng em nó chỉ này. Anh tưởng đi. Thời gian này ăn cái gì rồi? Liệt tá chua mẹ này, giống như liệt tá chua mẹ chứ. Chua mẹ chứ hả? Ừ, liệt tá chua mẹ này. Lão chết là chua mẹ liệt tá. Ờ. Ừ. Một tá chỉ lão chỉ chết ra đây là mua chín rồi, mua chín rồi. Ồ. Hết cơm, hết cơm sạch luôn rồi. Còn mỗi một tí rồi dánh cái nồi cô bác ạ. Xong em già mới đi mẹ cũng đi xin một ít ở chỗ nhà mẹ vợ của em già, nhưng mà vợ không cho ấy, thì bảo là cái nhà mưa quá dột quá.
xong bị sập lở ở bên dưới nữa. Bây giờ cô cũng không muốn sống, không muốn làm người nữa rồi. Vì cái nhà quá nghiêm rồi. Nên như cái tấm ván ở trong này thì do là cái nhà nghiêm theo hay là như thế nào luôn đây. Thật sự là mẹ của em già thì cũng rất là thương. Những cái ngày mà cháu Trả làm nhà cũng phụ cháu Trả xúc bột, cũng như là nhà của em già cũng có giúp đỡ. Nhưng mà những cái lúc mà say rượu ấy thì cũng không nhớ. Cái đấy thì anh em cũng không trách mẹ của em già được, bởi vì tình báo tử mà. Dù là có làm những cái không hay, không được hay cho lắm thì mình cũng chắc em già cũng thông cảm được cho mẹ của em già. Hiện tại mẹ của em già cũng không đi làm đâu được ấy. Nối những cái sợi lanh này thì một cân là nối khoảng 10 mấy ngày mới được 70.000 cu bát ạ. Rất là khổ cho mẹ của em già. Ở nhà cửa thì không đâu vào đâu, hỏng hết rồi. Ở trên này có rột không? Sự sao đi chị sao nào lo sao? Sao từ từ nào. Đây ở trong này này. Ở trong này là hỏng hết rồi. Nó. Nói chung là cái nền này thì nền đất thật, nhưng mà do là cái kè ở đằng trước ấy, kè không được có chất kết dính cho nên là cũng bị đổ bể. Thôi được rồi cô nhá, thế thì cô cứ ở nhà đi để con đi vào nhà của em già trao cái mú đó nhá. Ô nhỏ chứ một tổ chức gì là mùa ngày lúc có mỏ cho nó chứ hả? Ngày có mỏ cho nó chứ chết thì chả mà nó lối lì hả? Vâng, thưa cô bác là rất là thương cho mẹ em già. Thực sự không biết, không có cách gì để giúp đỡ, cũng chỉ là mẹ của em già phải cầu cứu anh em. Nhưng mà phải chan mẹ em già cũng rất là đến bước đường cùng rồi mới kêu gọi anh em. Rất là thương cho mẹ em già. Chào anh em. Chào già nhá. Ở nhà đi làm gì về? Đi... Sao mặc cái áo không đâu đâu này? Cắt cỏ ruộng xong á. Đi cắt cỏ bò về thái á. Đây. Em già cũng đi cắt cỏ về. Thái được một đống ở đây thôi. Cái này là đúng rồi. Mình đi có thời gian mình các buổi sáng thì cỏ dệt tươi hơn. Đấy, cỏ tươi. Đó, chịu khó nhá, chịu khó chăm con vật nuôi. Quần áo sao vứt lúc xộn thế hả già? Lấy đi để đâu để có khách vào còn cứ ngồi chứ. Để giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cái nhà chứ. Thưa cô bác hôm nay là em già cũng lấy phần quà vào thì anh bảo này, thế sao mẹ em lại khóc tu tu như thế này, bảo là vợ em không cho cơm cho mẹ à? Mẹ ăn à? Thế anh là mấy thời gian này không có cái gì ăn nữa. Người lớn thì tự đi tìm ăn. Người lớn là tự đi tìm ăn. Còn cái mẹ của mẹ kia là sập lở hết rồi, bây giờ nguy hiểm lắm. Là không mình phải thương em cũng nên thương mẹ một chút. Bởi vì đây là mẹ ruột, mẹ đẻ mình ra thì mình cũng không được đối xử. Nếu mà khi nào mà hết cơm sạch rồi thì cũng nói nhẹ nhàng cho mẹ, bảo là con cũng hết cơm sạch rồi, con không biết đi kiếm ở đâu ăn. Đấy thì bảo mẹ một câu nhẹ nhàng là mẹ không nói gì cả. Nhưng mà ở đây chắc là vợ em nó hơi nặng lời cho mẹ, cho nên mẹ mới khóc, mẹ mới tức giận. Lúc nãy còn nghe mẹ nói bảo là mẹ không uống sống nữa đấy. Mẹ bảo là sao lại không, mẹ không muốn sống. Mẹ bảo con, nhưng mà cái nhà kia phải của em trai út, nhưng mà cơ trai út nó không có tiền. Nhưng mà hai anh em trai của em kia là điện được về chưa? Chưa. Chưa điện được à? Thế là cũng không điện được. Bởi vì thưa cô bác là như thế này, do là hai anh em kia là em già cũng hỏng điện thoại hết đi.
không gọi được cho hai anh em kia, là cũng không thông báo được là nhà của mẹ bị sạt lở như thế này. Đó, do mưa gió mấy ngày nay là mưa to lắm ấy. Mấy ngày nay mưa to. Ừ. Nếu mà nguy hiểm quá ấy, thì tạo điều kiện cho mẹ về ở nhà em. Vâng. Đấy, cho một thứ có phòng ngủ mà. Vâng. Là tình báo tử mẹ ruột mẹ để ra mình thì mình cũng không quá đáng quá. Vâng, tối nay thì bảo mẹ ra đây ngủ. Ờ. Nhiều khi sợ quá. Ờ, sợ quá. Nhiều khi nói thật là lúc mình nghĩ lại là lúc mẹ say rượu mẹ trộn viên gạch kia là lúc đó là do mẹ say rượu, cũng không biết là mẹ có ý định gì, nhưng mà thôi dù gì thì cũng là mẹ ruột của mình đó, mình cũng không nên nhấn tâm quá. Cái nhà của mẹ nếu mà cứ mưa như thế này tình hình là sẽ không ở được lâu. Sợ sạt một phát ở dưới gần giường xuống là như cô kia đổ phát là đổ cả nhà luôn đấy. Đổ cả nhà luôn đấy. Sợ mà. Cái nhà anh và nhà anh Dương còn sợ nữa. Nó chỉ là nhà mẹ bị sạt lở to như thế này. Bị xuống to như thế này. Đấy. Cái này thì xuống cả nhà hết. Đúng rồi. Một khi đổ cả nhà luôn. Đấy, kể cả nền cứng đến mấy thì trước bố em làm ấy, kiểu không có xi măng, không có chất kết dính, chỉ việc xếp mấy cái đá kia thì mưa lũ vào ngấm thì sạp đúng rồi còn gì nữa. Đấy, à quên, cứ mãi nói đây, hôm nay thì cô cũng có gửi cái mũ cho em, bởi vì em đi làm ấy không có mũ bảo hiểm ấy. Thì cô cũng có gửi cái mũ cho em. Đây em cảm ơn cô Dung. Đừng đứng lại đi. Cháu già rất là cảm ơn cô Dung đã từ phần cái mũ này cho cháu già nữa. Cháu già không biết nói gì hơn. Cháu già rất là cảm ơn cô Dung ạ. Vâng, đây là lời cảm ơn của em già. Cũng qua đây thì xin phép cho cháu già xin chân thành cảm ơn cô Kỳ Dung rất là nhiều đã gửi phần quà đến bản vào cho các em. Thì hôm nay em già cũng vào trong này để trao cho các em. Còn em Dương thì anh em cũng phân công mỗi người đi một nơi, do là mưa gió quá, đi cùng nhau thì mình không đi được nhiều nơi ấy, bởi vì do đường trơn trượt quá cô bác ạ, cũng như là cũng sắp sạt lở ấy. Đấy, cũng như là ban đầu nghĩ là sẽ sạt lở, nhưng mà về sau đường ở dưới kia lại tiếp tục sạt lở hết rồi cô bác. Đó, cả nhà của mẹ em già cái đằng trước là cũng sạt lở rất là nguy hiểm. Đó, thì em ở nhà nhớ để ý nhá. Vâng. Để ý xem nếu mà hôm nào mà mưa to quá không ngủ được, không ở được ấy thì bảo mẹ tan đây ở. Vâng. Và thời gian này cũng không có phí gì ăn. Thế ngô bây giờ là chưa làm được mề mén ăn à? Chưa làm được, mới phơ mà, nhưng mà không trần lắm thôi. Không nám để mình bẻ ra về phơi phải không? Vâng. Đấy, cố gắng chịu khó. Không là hết mưa là mình bẻ ra về phơi để làm mề mén ăn đấy. Vâng. Nhá. Và khi nào mình nấu được, nếu mà nấu được mề mén ăn thì nấu nhiều một tí để cho mẹ ăn ké với. Vâng. Bởi vì nhìn mẹ cũng tội ấy, mẹ không như thế mình cũng tội ấy. Vâng. Đấy thì thôi, đàn nào thì mình cũng là tình báo tử, thôi thương mẹ một tí. Vâng. Và không có gì cả, chỉ là bữa ăn thôi mà. Mẹ cũng không lấy cái gì của nhà mình đi. Đó, và mẹ ruột thì nói chung là mẹ lấy đi thì mẹ về sau mẹ cũng thương mình mà. Vâng. Đó. Đấy thì anh trao phần quà cho em về nhá. Vâng. Khi nào đi đâu thì đội mũ nhá. Vâng. Kể cả khi nào đi xe. Vâng. Còn đi bộ thì thôi, không đội mũ được. Vâng. Nóng nhá. Vâng. Rất là cảm ơn anh lại cảm ơn về đây. Không có gì, thôi gia đình ở nhà nhá. Vâng. Đây thưa các bác, là bên ngoài mưa rất là to các bác ạ. Đó, giờ này thì khả năng không tạnh mưa được à. Mưa này có nước ấy nhỉ, già nhỉ. Đấy. Đây cái thùng phi của gia đình mẹ của em ra. Ôi dồi ôi. Thưa cô bác, đó, thùng phi thì đựng nước, nhưng mà trên này thì như thế này là rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà cái tả ly trước, cái kè đằng trước ấy mà sạp xuống thì cũng không giữ được. Mà cái cột đằng trước của nhà mẹ em già đây là ngâm mưa nám
cũng hỏng rất là nhanh, bị móc mọt đó, rất là nguy hiểm. Thực sự là không biết phải làm sao cả. Có mưa là có nước của bác ạ, có mưa là có nước. Khá nhỏ nhá hả? Đây, mẹ của em già bà đi bên này thôi, bên trong này ấy hết rồi, bị sạt lở. Và mẹ của em già cũng bảo là trước cửa đây này, trước cửa đây cũng bị lún xuống. Già, già vào đây già. Vâng. Đây, cái nhà của mẹ này này. Đúng rồi. Bị vết nước rất là to luôn. To quá mà, cái này cũng sắp sạt lở. Sắp sạt lở rồi ấy. Cái này mà sạt một phát là cái cột, cột này. giấy cột đằng trước này là cũng đi hết luôn. Vâng. Đó. Cái cột trên này mới sạt lở hết. Đến chưa? Đến chân cột chưa? Đến rồi. Ôi ồ. Cái chân cột này cũng đến thật rồi. Cái này không dám đi ấy. Ờ. Sắp đi rồi. Nguy hiểm quá. Ê, cái chỗ này chuẩn bị xuống này cô bác. Chỗ này là không đi lại được. Chắc là tí nữa. Như thế thì nhà em cũng không có đường vào nhà. Mà mẹ thì nguy hiểm cho gia đình mẹ. Đó. Thì xem như thế nào thì bảo mẹ là thôi lánh nạn tặng cái gia đình của em vài hôm. Sau khi em cũng hỗ trợ mẹ nhá, hỗ trợ mẹ để kể cái đằng trước nhá. Vâng. Để an tâm. Vâng. Đó. Nguy hiểm quá. Thôi được rồi. Chào cô nhá, con về. Con nhỏ hả? Con nhỏ chị đi trả má một tò chết chi là chị âm nhỏ là nhỏ thế. Ừ. Con đi nhỏ chỉ chuột tàu mà một tò chết chi là nhỏ to có nhiều. À thì tắp bò tàu nhiều tôi khen nhá. Ờ, giờ nhiều chúng muốn no này mà. Thì giờ lìa tên không chán tu mà hôm mùa tại cho bố cửa lọc khang. Ờ, tại bố cửa khang thì tắm nó ổn hả? Ờ. Nhưng nhưng mà chị mới đi hút khô giống mình. Lần nhớ chỉ là chụp nồi thôi, chỉ là khuôn khuôn đi. Chụp nồi tiền, lần chụp nồi tiền chả chụp là chạy. Chụp nồi tiền sẽ lì chả mà dù hôm muộn. Mà nó chỉ là chạy một đầu khuôn. Tôi nói hay là nó chỉ muốn một nồi tiền, tôi muốn một nồi thì dùng khuôn thôi. Nồi chạy dưới đầu khuôn thôi. Nhỏ. Mà nó chỉ là chỉ một nồi tiền, tôi hay là nồi chạy dưới đầu khuôn. Bên cô ba đã. À, mẹ của em già thì cũng khóc rất là nhiều luôn. Bởi vì cái tả ly đằng trước là bị cái kè kia bị sạt lở xuống. Và hầu như là ở trong nhà cũng bị nứt nẻ hết rồi. Cái ăn đã cũng có rồi thì thôi mình có thể là đi xin ăn, đi vay mượn ăn trước cũng được. Nhưng mà riêng về cái nhà của mẹ là nếu mà sạt lở thì không biết là bao nhiêu tiền mới đủ sửa. Mà hiện tại hai con út thì đang đi làm, không có điện thoại để điện cho hai con về nữa, rất là buồn. Mẹ cũng không muốn là sẽ tiếp tục là sống tiếp, nhưng mà thôi em già cũng chỉ biết là khuyên mẹ của em già cũng như là bảo ban em già là bảo mẹ đi lánh tạm. Bởi vì hiện tại nếu mà mẹ không cho mẹ ở nhà của mẹ thì mẹ cũng không biết là đi ở đâu, đi ở nhờ đâu cả. Đó, nhà của hàng xóm thì người ta cũng đông người, không có chỗ ngủ. Con mình ngay đây thì mình cũng cho mẹ mình ở nữa thì không biết là ai sẽ cho mẹ mình ở nhờ cô bác đó. Còn bây giờ thì có lẽ là em già cũng sẽ đi tiếp tục đi trao quà cho hai em nô và em cù ở trên này. Thôi con chào nhá, con chào cô nhá, con về đây. Ở nho hả? Ở nho chỉ ôm mũ hả? Ôm mũ nhé, thật ra thì cha mà. Ôm mà tất tố hả? Tất tố đấy. Nè. Đồ. Không đi được là không đi được mà anh đã bảo rồi mà. Vâng, thưa cô bác và anh em cũng đã đến sắp đến nhà của em nô rồi. Tuy nhiên là đường trơn vẫn không vào được cô bác ạ. Không đi được. Tổ ga nè. Đây nè. Chạy từ khôn à. Ô khôn. Nhá chế lỏ. Tôi mấy nhá. Cứ nhớ thông đỏ chị bác hữu tên nó tốt tỏ. Thế tùm vua lỏ. Bật tỏa. Ui, như nó cách. Ờ, đây nhá. Cuối đâu nó?
của nó rồi. Cổ đi lấy ngô á. Có cả cháu rồi thì tàu ấy. Ai ô. Cậu tính mình cho cái tàu. Thôi hỏng đứa. Nhưng mà đợt trước anh vừa ấy mới lấy gạo về cho củ mà ăn hết rồi. Nó tà luôn. Ăn nhanh đi. Nhà. Thì chỉ nó một nó con táo đi. Mai ngô về cho con vật nuôi của bác ạ. Giúp tay vào nó cho con đá đi. Đấy, thùng về đi, về để em trao quà đó. Ở trong này ăn cái gì hả nông? Nó một khô nhà. Ây dồi ôi. Đây những cái bữa cơm hàng ngày của gia đình đây. Mèm mén. Cái này là bí. Rau và măn ớt. Thực sự là gia đình cũng không... ngoài không có cái bữa ngoài cái bữa mèm mén này cô bác ạ. Nô với anh Sùng hôm nay em bảo nhá, em có lấy cái phần quà của cô Kim Dung về cho ba anh em, bốn anh em, em già, em Nô, anh Sùng và em Của ấy. Thì em bảo Của ván nhà rồi à? Của đi vay ngô về cho con vật nuôi à? Về chưa? Của về chưa? À, Của chưa về à? Thế thôi được rồi, thế thì đá vào đến đây rồi thì anh cứ trao cho hai anh em đó. Lấy ghế ngồi đi. À Nô, Nô cảm ơn cô Dung đi. Nô, chào sinh của cô Dung kìa. Chào sinh. Tù phao mang cư. Không được phú bé chào sinh tù phao chẳng đau. Ờ anh Dung cảm ơn đi. Ờ phao chẳng đau tao, ớ chinh cư cho không được phú bé thế, ớ chẳng đau tao. Vâng, thưa cô Dung là hôm nay em già vào thì cũng có lấy cái phần quà về chia cho tất cả các anh em ở trong này. Thì ở trong này có cô cũng có gửi tiền để chia cho các anh em, mỗi người là 300, anh Sùng 300, em Nô 300, em Củ trong dê 300, em Dương và em già em quay phim, mỗi người là 300. Đó, thì nay em già cũng lấy vào đây rồi. Còn 200 thì cô cũng có nhắn là 200 mua mì tôm cho em Nô. Thì cô cũng có ghi rõ ràng. Thì đây, em già có mua rất là nhiều mì tôm đây, 200 nghìn để về cho em Nô. Thì đây nhá, anh cũng trao cho anh em luôn. Không có tiền lẻ nhá. Anh em không có tiền lẻ thì phải làm sao nhỉ? Thế thì... chị đưa cho hai anh em xong rồi anh em tự chia nhau nhá, được không? À. Mua đó này này, này mà phai tỏ tỏ. À. Ở nhá. Đây luôn. Ừ. Này tụi cổng nhá, tụi phép của nhá. À. Đấy, cảm ơn đi. Cháu xanh tụi phao mà gửi như tôi phụ bếp sợ đó nhá, cháu xanh tụi phao chẳng đâu. Ờ. À, còn đây là mì tôm 200 nghìn thì anh mua ở đây nhá. À. Ốp của má mua ở dùa mì tôm này nhá. À. Ờ, còn cái của thì thưa cô là như này, của ván nhà rồi, lúc nữa em già sẽ đi vào xem mà của về thì trao luôn, còn không về thì khả năng là cái thước phim sau cháu già sẽ trao cho của sau ạ. Còn ở trong này thì cô cũng có gửi rất là nhiều quà đây. Nô nhá, cô có gửi đây là của cô cũng có gửi cho anh em mỗi người một cái mú nhá. À. Đây là cái mú của hai anh em nhà em. Cái này nhá, cái này là của Nô và anh Sùng này, hai anh em dùng chung cái này nhá. Yeah. Ừ. Mú của Nô hai anh em một mú, còn của một mú già hai con một mú thì lúc nãy em già cũng đã trao cho cháu già, cũng trao cho cháu già dưới kia rồi. Còn cái túi này thì đây cô cũng có, bà cũng bảo là bà kỷ niệm cha con cháu Sùng đi đựng quần áo, bởi vì cái túi đựng được rất là nhiều quần áo đó, thì cô cũng có gửi cho anh nhá để quần áo cho thích con. Đây còn rất là nhiều nữa, quà nữa đó, ở trong này này cũng bà có ghi túi quần áo của
con sùng. Đó. Vừa thì cho mạt nhá. Đó. Đây là túi quần áo của bà gửi cho anh em để bóc bóc ra luôn. Xem mà vừa ai thì vừa ấy nhá. Mặt luôn nha. Lô mì tôm ở trong này thì gia đình ăn nhá. Ăn và khi nào đô thợ về làm mà không có rau thì cũng nấu cho đô thợ nhá. Ờ. Đây là cái này là gửi cho nô này. Đó. Gửi cho nô. Nô của nô là cái này. Còn cái này nữa, con của sùng. Con sùng và sùng. Ờ nếu cho mình nhựa thế à? Ờ đấy. Đấy, của anh và của các con đấy. Đấy, tất cả trong này. Đây là quần áo của con và của anh nhé. Còn dây này buộc tóc cho con này. Đây còn cái này là của nô nhá. Cái này khi nào đô thợ mà vào làm ấy thì không có âu đựng kinh canh này, rồi thức ăn thì lấy đĩa này nhá. Với lại khi nào tân gia nhà mới hoặc là không có tiền đi trong nước thì mình khi nào vào nhà mới thì lấy cái này về nhà nhá, để có khách mình có lăng cơm thì có đĩa có đấy. Đây còn túi ở trong này nữa, một túi này là của gia đình nữa. Rất là nhiều luôn. Cái này nhá, cái này là cái nem muối. Cái này nem muối nhá. Cho nền nem muối. Giờ dù dù sao sao mà người chúng mua trong tay à. Ta chỉ mà chó đê à, ý chà cú mình nhiều à. Rồi cú chè à. Ờ nhá. Chà cú chè nhá. Đấy. Có cả bật ở trong này nhá, tái nhá lên. Chó đê cho sao cỏ được chỉ cú ý. Nem muối. Còn ở trong này nữa. Rất là nhiều quà luôn. Đó. Bà gửi cho nô cho nô một ít muối nhạt an vì bệnh của nô không được ăn mặn, rửa sạch không bị ăn hoặc nấu canh với rau bí cộng quả cũng được. Nô lấy rau ngô và cây bông lá để đun nước uống hàng ngày. Bệnh của nô rất hợp với nước này, nhưng lần uống đầu con bà cũng bị bệnh này. Đó. Nô anh sùng của thương em nô lắm đấy nhé. Nô cũng phải thương anh nô khi làm nhà. Gọi chị gái về giúp chị nô, bà thấy cũng thương nhiều lắm. Đấy nô nhá. Cũng thương anh sùng nhá. Anh sùng cũng đàn lội bỏ thuê không làm để về giúp gia đình em. Cũng như là khi nào mà anh em không làm kịp ấy thì cô cũng có dặn là đi gọi chị gái về giúp mình một hai buổi ấy. Chị gái à, cái chị mà bữa hôm trước có nhiều bác về ấy này kìa. Cho quà cho chị gái nhà em ấy. Cái này nhá, bà cũng bảo là có thể nấu canh nhá. Lấy về nấu canh á, cho nhà nhà một chút thì nô có thể là ăn được. Ừ, nô có thể mặn nhá. Cái tôm. Tép. Đó. Này. Cái này anh để trong này nhá. Cho đây nhá. Còn nữa, còn túi này nữa. Túi này cũng là của nô luôn này. Tất cả đều của nô hết rồi. Để nhá nô nhá. Rồi cho nên bôi nhỏ đi nhá. Còn trong này nhá. Để trong này xem này.
phút. Nói chung là cái gì nhỉ? À, dây nịt. Đây là dây nịt. Chắc là buộc tóc hả? Sukita hả? Ờ. Sùng bảo vợ buộc tóc cho con gái. Đó, cho nên kịp lắc hoặc trò cho mí nhủ nhá. Khá. Đây, đây là thuốc bôi ngứa của Sùng. Để xa tụi con. Cho nên plain cho ớt cho thuốc khẩu. Thuốc khẩu plain. Ờ, plain ơi kìa. Thuốc khẩu. Chỉ cho bố mình nhỏ ra rồi nhá. Tránh như xa con nhá. Xong mới bôi nhá, bôi nhá. Bôi thuốc không ngủ với con. Tóm lại là như thế. Nhưng tụi tôi cả khấy chế lô thì ý ở đấy. Cả cả cái trên lọc. Ừ. Nhá. Bôi thuốc lấy cái tăm bông này. Là bôi này. Nha, đây là thuốc bôi cho anh Sùng nha. Này, không nhớ thì lấy cái tờ giấy này để vào trong kia. Còn đây là Sùng nô nha. Nè, tụi cái tí tụi ít cái nha. Đây là bàn chải này. Và đây là dầu gió. Nha. Ừ. Tụi lúc cho súp tử ấy, súp tử. Nha. Móc tắc hào tên. Đó. Cái này bàn chải mỗi người một cái nhá. Không được dùng chung nhá. Đâu gian thì rửa hơi nhá. Còn cái này nữa. Cái gì nữa đây? Rất là nhiều. Ui. À, đây là bật lửa. Đây là bật lửa xem nào. Căn nữa. Cháu của chịu khó giúp nô làm nhà, nhưng phải sắp xếp chăn con dê bò, cuộc sống của con. Của, ồ, đây là của, đây là của nhá. Con này chỉ xa, thôi của đi. Cái này là của tí, tí anh xem nữa, của nhà thì anh lấy chỗ của. Của anh để riêng. Cái này chắc là của nô rồi. Cái này là của nô rồi. Cái này dây bột tóc này, cho con này. Này, cái này rất là xịn xòi luôn này, này, cho con này. Mất đó khả sẽ đi Sùng nô tú của. Sùng nô tú của là như thế này. À, cái này của Sùng nô. À, hai anh em đây này. Cái này là của hai anh em, bật lửa đây. Ở trong này là bật lửa đây này là của. Ở lúc xuân thì xoay xịn. Xoay xuân như là. Nhỏ. À, cái này là chứ là cái này là cái này cái gì cái này chắc là cái ninja rồi cái giò là bác cái chứ là sốt sốt thua cái này chưa mệt nhé thế rồi nhá còn ở trong bao tải này nữa ai gì à. Đó. Ở trong này nhá, trong này là không biết là cái này là Dương già chia cho em củ 3 gói bột canh, còn cho nô ăn làm nhà khi mọi người giúp hai con nhé. Già đọc được chữ của bà, hôm trước bà gửi già đọc được. Vâng, cảm ơn bà nhiều. Thật sự là chữ của bà thì cũng dễ đọc thôi mà, nhưng mà có nhiều từ không hiểu cũng bỏ qua, mong cô bác là thông cảm cho cháu ra. Cái này 3 gói nhá, 3 gói là của nô à, của nhá. 2 3 này. Đó, 3 gói này này. Là cho của cộng thêm cái này là của. Còn lại là của nô nhá. Khi làm nhà thì lấy nấu ăn nhá, xúc với mì chính nhá. Chắc cái này chắc biết ăn được. Đấy, này. Vâng, hết rồi. Như thế là hết rồi nhá. Vâng. Còn đây này, túi bóng rất là nhiều đây này. Để vào túi bóng này. Này. Đó, giúp nữa này. À không phải,
cái chữ ấy. Vâng, một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn cô Dung rất là nhiều đã gửi phần quà đặc biệt nghĩa cho tất cả các anh em ở trên này, có cả tiền xăng xe cho anh em đội tin cũng như là tiền để trang trải cuộc sống cho các em ở trên này nữa. Thì một lần nữa không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn cô, xin chúc sức khỏe cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Còn là bây giờ thì cũng không ở nhà thật à? Của chân là tao ấy. Trên một tập cái nó. Thế thì khả năng là để những cái thước phim sau chẳng rằng thế xin đi trao tiền này và trao phần quà cho em của sau thôi. Còn bây giờ thì em ra cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý em bác ở những cái video tiếp theo ạ.